Hello, chào mừng cả nhà đến với Mon Vlog nha. Hôm nay Mon lại thức dậy ở một nơi xa, đó là quê mình, thị xã Nghĩa Lộ. Thì sáng nay mấy mẹ con mình là dự định là đi ăn sáng, sau đó đi uống cà phê. Và hôm nay là ngày mẹ mình lấy hội, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà biết những phong tục tập quán của người Thái khi ăn hội và khi ngồi ăn uống với nhau là sẽ như thế nào nha. Bây giờ bác đói chưa? Đói rồi. Đói rồi, mẹ đói chưa? Đói rồi. Xin mời mọi người nha. Đây là quán bánh cuốn khá là nổi tiếng ở Nghĩa Lộ. Và hình như là cả Nghĩa Lộ là chỉ có một quán bánh cuốn. Đây là bà chủ. Đây là bà chủ. Đây là bà chủ rất nổi tiếng. Đây, con phỏng vấn cô xíu nha cô. Ok. À, quán bánh cuốn mình mở được bao lâu rồi cô? Cô mở được 18 năm rồi. Mở được 18 năm rồi á? À? Hình như cháu thấy ở Nghĩa Lộ có mỗi một quán bánh cuốn này. Ừ, mỗi nhà cô làm máy, làm máy để phục vụ bán lẻ. Dạ, cô tên là gì ạ? Cô tên là Tuyết. Cô anh Tuyết. Tuyết Đăng. Dạ. Cô ơi, ví dụ là một phần bánh cuốn của mình như thế này là bao gồm những cái gì ạ? Có một đĩa bánh 15.000. Dạ. Và một xiên chả 10.000. Wow. Thế thì ra một phần là nó chỉ có 25.000 á? Ờ, nếu mà giả sử còn tùy theo. Người ta nếu mà giả sử ăn nhiều chả thì sẽ là 35.000. À, dạ. Đây là chả để mà ăn bánh chả cuốn đúng không cô? Một cái, còn bánh cuốn là 25.000. Cứ phải quạt tay như vậy á? Quạt than, hoa này. Dạ. Thường thường thì quán bánh cuốn của mình bán được nhiều không cô? Thường thường bán từ mấy giờ đến mấy giờ nữa? Cô bán từ 4 giờ 15 sáng là có rồi. Cho đến 9 giờ 15 là cô nghỉ. À, dạ, vậy là bán được quá đắt khách luôn đúng không cô? Một phần là bán được, một ngày bán được bao nhiêu phần ạ? Được. Sao bao nhiêu nhỉ? Hơn 100 rồi đấy. 100, 200. Con chào cô đấy. Bây giờ con đi vào order đồ ăn nha. Ok. Dạ. Và đây là bánh cuốn tráng bằng máy. Nhanh nhở? Và quán này không phải đợi nhá. Dạ? Không phải đợi. Vâng. Mà con thấy người ta toàn là lấy bánh nhà cô để mà đi bán lẻ á. Quá nhanh lắm. Cái này làm chục đĩa bánh cuốn chắc không đến 3 phút. Có nhỉ? Nhanh quá. 1 cân 3 suất. Úi dồi ôi. 1 phút 3 suất cho bạn. Thoăn thoắt luôn ạ. Ở đây chẳng hạn chuồn chuồn khách sạn họ lấy em buffet là lấy đây này. Vâng. Ở đây là hầu như là ăn buffet ở bánh cuốn ở đây toàn lấy ra khách sạn mấy sao đấy cả nhà. Cả nhà nếu có dịp đến Nghĩa Lộ thì hãy ghé qua quán bánh cuốn của cô Đăng Tuyết nha, ở ngay chỗ ngã tư đèn đỏ đèn xanh. Và cả nhà có dịp đến Nghĩa Lộ thì hãy thưởng thức những món ăn ở Nghĩa Lộ. Thực ra là những cái đặc sản, những cái món ăn ở đây nó rất là phong phú và đa dạng. Mỗi ngày một món. Hai bạn làm thân thoát lên rồi. Rồi bây giờ mình cũng vào đây. Không đến 30 giây. Được 5 đĩa bánh cuốn. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn á. Mời cả nhà ăn sáng cùng ba mẹ con nhà mình nhé. Ăn đi. Ở đằng sau hậu trường thì có còn mấy em bé nữa, nhưng mà để em bé ăn chung để bạn, để em trai mình ăn sau nhé, tại vì em trai mình đang cầm máy quay. Mời bác. Bánh cuốn ở đây bán tính 3 phút 1 cân bánh cuốn mẹ. 1 phút 1 cân bánh cuốn tráng. Ở đây rất nhạy hơn. Rồi con mời cả nhà ăn sáng. Mời cả nhà ăn sáng nhá. Mời mẹ. Wow. Ăn sáng sẵn. Phần bánh cuốn ở đây thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà khá là đông khách. Khách ra vào tấp nập đấy ạ. Ngon quá. Thơm.
thường em cũng hay ra đây mua cho trẻ con ăn, bởi vì là bánh cuốn này tráng máy này nó mềm hơn, nó ngon hơn. Và lại một phần bánh cuốn, lại một phần chả như này là có 25.000. Một đĩa bánh cuốn này 15.000. Chả nướng một xiên là 10.000. Ngon quá. Mấy bánh cuốn ở đây người ta mang ra khách sạn. Đúng rồi. Khách sạn 4-5 sao để ăn sáng. Để ra cung cất lấy của chị là đi bán lẻ. Ngồi chiều có thâm niên 18 năm làm bánh cuốn. Đúng rồi, ở đây nhất đấy. Cũng dễ tính nữa. Em nói dịu vàng. Thị xã Nghĩa Lộ mình có bánh cuốn là quán này là nhất. Dạ. Quán này rất là nổi tiếng, cứ ra Nghĩa Lộ là người nhà hỏi làm. Em ăn bánh cuốn ở đâu thì chắc chắn là ai cũng sẽ chỉ qua đây. Wow. Sau khi ăn sáng xong thì mong sẽ dẫn cả nhà đi uống cà phê. Sau đó là mình sẽ đi ngắm cảnh của view từ trên nhìn xuống Nghĩa Lộ nó sẽ như thế nào. Wow. Thường ở Nghĩa Lộ mình có những lễ hội gì vui mẹ? Đến tháng 9, tháng 10 có lễ hội. Tháng 9? Tháng 9. Lễ hội tháng 9 dương thì có lễ hội múa xòe này. À dạ. Rồi ông bác ạ. Tam dương thôi. Lua ngựa. Rồi múa xòe này. Cả Yên Bái mình là có điểm là chậm tấu này. Kia là hồ Thác Bà đó. Có nghĩa là rất là nổi tiếng. Xong là ở Nghĩa Lộ mình là Phình Hồ này, Háng Lì Chơ này, rồi tóm lại là mấy cái điểm rất là thú vị nhá. Nếu mà du khách mà muốn trải nghiệm ấy, mình lên những cái háng lì mùa này, mình lên Háng Lì Chơ các thứ. Háng gì ạ? Háng Lì Chơ rất là đẹp. Háng Đề Chơ. Háng Đề Chơ có nghĩa là nó có cái thác đẹp nhất là của thị xã Nghĩa Lộ mình. Mà bác đang nghe thấy là có cái bạn làm YouTube Nguyễn Tất Thắng ấy, dạ, bảo là cái thác này là đẹp nhất thế giới đấy. Ở Nghĩa Lộ mình có rất là nhiều cảnh tham quan du lịch, ví dụ như kiểu là ngoài những cái điểm mà bác mình vừa kể là có ruộng bậc thang này, rồi là nhảy dù, lễ hội nhảy dù này, vân vân, rất là nhiều. Vậy nên các bạn đến thì hãy đến Nghĩa Lộ để mà trải nghiệm nha. Ở Nghĩa Lộ hiện tại đang rất là phát triển, xây resort này, rồi xây khu nghỉ dưỡng rất là nhiều. Xem đua ngựa thì ngay thị xã Nghĩa Lộ luôn. Dạ. Xem đua ngựa thì em xem. Mon hứa hẹn là sắp tới Mon sẽ dẫn cả nhà đi trải nghiệm khá là nhiều những điểm thú vị. Cả nhà hãy cùng đón xem những video sau có những gì vui nha. Suất ăn bình thường á. Một đĩa này Mon nghĩ là nhiều. Tại vì Mon ăn được hơn một nửa, hơn Mon ứ. Tế mét xốp chưa? Cô ơi, cho con thêm một phần nữa. Ui, cho bạn cameraman. Để lần sau Mon sẽ đi săn săn mấy cô gái Thái cởi chuồng tắm mưa quá. Đi tắm suối. Tắm suối cho mọi người nghe. Người ta gọi là tắm tiên. Tắm tiên. Cởi chuồng tắm mưa. Ừ.
như con nghe là có động tiên xa, động tiên xa. Ở đâu ạ? Đấy là ở trong Tú Lệ. Tú Lệ đúng không? Dạ. Trên Tú Lệ là có động tiên xa mấy hả? Nhưng mà vào hang em không vào được. Em bảo em khó thở lắm, không một đợt em vào à. Khó thở em không thở ra đấy. Không tại vì ở trong hang nó không có không khí nhiều mà. Ông với cả là mẹ cháu mà được. Bởi vì là sức khỏe em yếu, em hay tăng huyết áp. Đúng rồi. Em vào được một đoạn em cảm thấy khó thở quá, ngột ngạt quá em phải ra em không vào được. Thì đi đến nơi về đến chốn. Người to béo không nhưng mà sức khỏe đề kháng em yếu lắm. Tính ra nghĩa đội mình rất là nhiều nơi để mà du lịch khám phá. Đúng rồi. Mình dưa góp trong cái bát. Chưa? Trong bát kìa. Không dùng. Dưa góp. Bây giờ ăn xong rồi. Ăn xong rồi. Dưa góp thật ra mày không ngon lắm. Cô chủ quán cũng rất là thật thà luôn cả nhà. Cảm ơn cô. Wow. Ngon quá. Rồi cả nhà, bây giờ thì cả nhà mình ăn xong rồi để cho bạn cameraman ăn. Thì lát nữa bọn mình sẽ đi đâu và làm gì, cả nhà hãy cùng theo dõi bé Mon nha. Và nhớ qua quán bánh cuốn của cô Tuyết ủng hộ cho cô Tuyết nha. Yeah, đặc sản Nghĩa Lộ mình đã. Cũng được gọi là đặc sản mẹ ha. Cả nhà hãy đợi một chút xíu nữa nhé. Đây là ba bạn, ba bạn nhỏ nhà mình. Bạn cameraman mình này. Đây em sao mình có 11 tuổi thôi mà nó 50 mấy ký rồi đó. 57 ký. 57 ký sẽ bằng chị Mon à? Được ghen mẹ mà con nhỉ. Hai đứa ăn đi. Ngừng mặt phần nói anh lúc. Đâu ăn mấy phần? Sumo ăn một phần, ăn hai phần đi. Hôm nào đi, hôm nào thi đấu ăn cơm với chị Nga nhá. Tiêm. Mình thường ăn cơm cũng ăn được 4 bát mà. Ngon không? Ăn thêm thịt nướng không? Thôi để cho hai bạn ấy ăn nhé. Bây giờ mình ra thịt tiền. Có tí đấy thôi mà. Xây viên gạch nghiêng lên xong quan trọng là cái ốp ấy, ốp đá. Đúng. Ốp đá thì cũng để bác ông bố với chú tranh thủ làm cho chứ nó cần đổ miếng bê tông nữa. Tranh thủ tối buổi chiều về đi làm về. Đổ miếng bê tông kê lên nữa. Không em xây gạch thẳng luôn. Xong là mình lát gạch đá, cắt lát lát cái hoa để mà mình để dốc phải hạ nó tắt điều hòa. Nên dốc nó dốc quá. Điều hòa không phải đâu. Nó ở cái trạm tấu rất là sợ, vừa công an huyện này, vừa công an thị trấn. Tất cả rồi. 4 người và 8 4 người đó mà. Nhưng ở chỗ này đừng chè chứ đẹp hơn. Nhìn số ở trên này. Wow. Ở trên này. Đây là lâu camping ở trên Nghĩa Lộ nha. Ở trên này camping ở đây khá là mát. Và trên này nhìn xuống là toàn thành Nghĩa Lộ luôn. Đó, bây giờ đây là cảnh đồi núi này, chập trùng mát quá. Còn đây là đội quân của nhà mình. Đi đi lên mấy đứa. Hào hứng nhỉ. Đây là mấy mẹ con mình dắt nhau lên trên này, gió to quá. Thực ra là trời rất là nắng nhưng mà trên này gió vẫn mát này. Trời thổi bay cả tóc, bay cả váy. Trên này mát lắm. Có khi là thổi tóc cả váy không vậy? Không lên được. Thế mà bọn trẻ con chạy lên rồi đấy. Wow, mát quá Yến ơi. Bây giờ con. Ừ, ok em. Chị Mon Vlog. Từ thôi. Mông bướm lên lấy mật này. Ôi, bao nhiêu nó tàn pha cứ bị dẫm đạn như thế nào, nó vẫn trường tồn, con biết là hoa gì không Yến? Hoa cứt lợn. Hoa cứt lợn đấy. Dương mấy đứa. Dương. Toàn cảnh Yến xuống thành phố Nghĩa Lộ này. Nào mấy đứa uống gì? Mẹ uống gì mẹ? Hồng trà. Hồng trà hả? Đây là meo nu ở trên này. Bé uống gì con? Hỏi đi hỏi bà uống gì đi Yến.
đằng sau Mon đây là toàn cảnh của thị xã Nghĩa Lộ nhà mình. Thực ra Nghĩa Lộ bây giờ nó rất là phát triển, nhưng mà chắc là vài năm nữa thì sẽ lên thành phố. Từ đây nhìn xuống này, Nghĩa Lộ mình thật là phong phú, đông xích quá đây em. Ở trên đây camping là mình có thể để cắm trại này, rồi là ăn uống. Nhưng mà phần lớn là Mon thấy là mọi người chỉ lên đây check in thôi. Cắm trại là có mấy cái liều ở dưới này. Ở bên đây thì ở trên đây thì Mon có gọi đồ uống các thứ thì nó cũng khá đắt, đắt hơn bình thường. Nhìn cái trại này giống hình mặt trăng quá này. Đi không? Đi xuống rồi, những trái rừng rồi này. Trăm thì cơm ăn Nghĩa Lộ không sư này? Nghĩa Lộ mình ấy mẹ. Wow. Ở đây là mình đã order đồ uống của mình đã đến rồi nhá. Mấy mẹ đang vẫn đang ngồi, mấy em thì vẫn đang miệt mài. Đây, đồ uống của mình đã đến rồi, mấy mẹ mình sẽ ngồi đây. Nào, của ai? Của bé matcha, trà sữa. Đây, của ai lấy đi? Thiên, trà sữa khoai môn. Ô, sao nóng ấy nhỉ? Thiên, trà sữa khoai môn kìa con. Ô, sao dưới này nóng ấy nhỉ? Chị Nhím. Nhím ăn đi, Nhím ơi, ôm đi. Nhà, đây, bà của bác đây. Này Nhím đổi ống hút chị Mon này. Ờ thôi lấy ống hút to kìa. Mày cả nhà nhá. Của mẹ này. Này. Để con nó khát nước. Vô, mày cả nhà nhá. Ở đây nhìn xuống cảnh Nghĩa Lộ đẹp quá. Vô mẹ, vô bác. Ngồi đây xong là nhìn xuống cái cảnh Nghĩa Lộ này rất tuyệt vời đúng không em? Được một đống trà sữa. Mà ở đây gió, gió từ thiên nhiên. Wow. Bình thường lắm. Thì ở đây người ta toàn cắm trại tại đêm. Ngày sáng ra để mà săn mây. Nhưng mà mình đến đây mình cũng săn được chút mây rồi, tại vì nó chưa tan hết. Đúng rồi. Bác hay lên đây không bác? Có. Bác lên đây 5-6 lần lên cả lần này. Mẹ. Lần này lần đầu tiên đấy con. Cảm thấy phong cảnh nó đẹp quá. Thấy Nghĩa Lộ mình đẹp không? Đẹp sau này sẽ đi nhiều nữa. Bác lên đây săn mây này, lên từ sớm. Dạ. Có một lần thì đi buổi tối. Ừ. Đi buổi tối là toàn cảnh Nghĩa Lộ mình là những cái ánh đèn đó. Nó nhấp nháy nhấp đẹp vô cùng luôn. À. Cô Hạnh bật mic rồi. Đẹp như phong cảnh đẹp này. Tức là gọi cô Hạnh. Đẹp. Kia là suối Giàng nhá. Là bên bên phải này là suối Giàng á. Con bảo cái chỗ mà hôm sáng điện ấy, đây là suối Giàng này. Đúng rồi. Dạ. Suối Giàng cũng cảnh rất đẹp. Con bảo là có cái cây chè cổ thụ nghìn năm. Rồi có chè San Tuyết. Rồi tóm lại là chè San Tuyết là nổi tiếng. Nổi tiếng đặc sản là ở trên suối Giàng. Mặc lên. Bác ơi, có dịp mấy mẹ con mình lên suối Giàng chơi rồi, đi. Vâng. Okay. Sắp tới là Mon sẽ dẫn cả nhà đi rất là nhiều. Ở Nghĩa Lộ mình có rất là nhiều cảnh đẹp. Từ từ Mon sẽ dẫn cả nhà đi không hết đâu. Đi trong 1-2 ngày nó sẽ không bao giờ nó hết được. Đi mấy ngày mới hết được. Mà Mon chạy lên đây là cũng phải mười mấy cây, phải 40 phút. Thì chạy từ nhà lên đây. Phải đi gửi xe, bắt taxi. Như xe hợp đồng. Coi chừng ngã nha anh ơi. Chị đằng sau này chị không mất công ngã. Ở đây là được hưởng gió trời thiên nhiên. Không, bình thường trời nắng tưởng nó sẽ nắng lắm cơ. Nhưng mà lên đây mát nhỉ? Ở đây á, mùa đông thì nói nếu mà nói là lạnh thì cũng là lạnh, nhưng mà nó dạ. Rất là hài hòa, không à, dạ. Hài hòa luôn. Ừ. Cái này mùa nó đông không, mà lên săn mây thì đã nó không như là những cái chỗ khác dạ. Thì ví dụ mà mình lên săn mây này mùa đông ấy nó sẽ lạnh nó có nghĩa là nó lạnh thấu xương như kiểu người ta nói, nhưng mà ở trên này nó không khí nó hài hòa, nó có nắng ấm này, dạ cũng se lạnh đi, xong là đấy, nên buổi chiều nó sẽ lạnh lên xuống, nó dần dần như kiểu như thế, nó không ấp như là những cái mọi nơi. Con à, hôm nay về đến đây xong ngày mai lên suối Giàng chơi đi. Ngày mai ạ? Phong cảnh suối Giàng. Cũng được. Ngày mai thuê xe hợp đồng đi. Thuê xe
thôi, còn đi xe máy thì nó không bất tiện quá. Vâng, để con xem nào. Xin xét. Đông người chỉ 1 với 2 người thôi. Có chỗ nào bây giờ còn chỗ nào đẹp không ta? Đầy chỗ vàng. Đây. Đúng. Nào tao quy này. Bạn đang quy nữa. Bạn đang quy. Đầu nhắm một bước nữa là ảnh luôn. Hả? Cái nồi bánh tao cũng nó cứ lên. Thank you.
gan nhắn cũng ăn rồi mà uống cũng uống. Video của Mon xin phép được tạm dừng tại đây nha. Nếu như cả nhà yêu thương Mon thì hãy cho Mon một cái like, một cái đăng ký và một cái chia sẻ. Hẹn gặp ở video tiếp theo. Chào mọi người. Lau trên mây. Phình thổ. Xa xa kia là cái nhà sàn này. Và ở bên kia là có những mỗi một năm đến cái lễ hội nhảy dù á, thì người ta sẽ bắt đầu lượn dù từ bên này để mà đáp xuống khung cảnh của nghĩa lộ ở bên dưới cả nhà. Một năm chỉ có một lần thôi. Thôi. Là hai bác của mình vẫn đi bình thường, mẹ thì cởi dép luôn. Đau chân quá. Anh có đây là Mon bắt đầu đi mua váy cỏ để một chiều mình có một cái chiến dịch gọi là cực chuồng tắm mưa. Vậy cởi cực chuồng tắm tiên đi rồi. Đây là cỏ có bán ở ngay chợ C. Bác này là mỗi một lần Mon về là Mon mua một bộ. Em tả áo cũng gai gai như thế này. Dài tay cộc tay để chiều mày đen thì đủ hết. Đây nhà bác này là chuyên gia may áo cỏ. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương bé Mon nha. Nếu như trong video này có gì sai sót thì mong cả nhà góp ý nha. Nếu như cả nhà yêu thương bé Mon thì hãy cho Mon một cái like, một cái đăng ký và một cái chia sẻ nha. Yêu cả nhà thân nhiều ạ.